Chào tất cả các anh em, mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem cái chuồng cà cuốn bố mẹ của mình nè. Thì cái ổ trứng mà hồi lúc trước mình chia sẻ mấy cái clip trước á, là một ổ trứng của mình nuôi tới hiện tại là 1 tháng 20 ngày. Thì mình được tầm còn khoảng cỡ 50 mấy 60 con cà cuốn bố mẹ. Thì trong quá trình nuôi thì mình cũng hao á các bạn ơi, mình hao phần nửa đó, hơn phần nửa luôn. Ổ trứng lúc trước là nó là 140 mươi trứng. Mình nuôi đến cái mức độ mà nó tới nó nột xác lần cuối cùng thì nó còn khoảng 60 con thôi. Là nó hao hơn phần nửa đó. Là mình cũng chăm sóc rất là kỹ. Rồi mình thay đổi cũng nhiều kiểu lắm. Thì qua quá trình mình thay đổi này kia mình xem cái tập tính của nó thì mình hôm nay thì cà cuốn nó đã là lột xác lần cuối cùng rồi, đều là có cánh hết. Thì mình có chuồng của mình cũng sử dụng cái lưới che xanh này nè, để mình chắn lại để xem, để cho những cái con cà cuốn nó có cánh đó, nó không bay thoát ra ngoài. Và hôm nay thì mình đã cho cái giàn cây vô. Cái giàn cây này mình chuẩn bị trước cả tháng rồi đấy. Giàn cây này mình đã chuẩn bị trước cả tháng rồi. Thì hôm nay thì mình đã cho cái giàn cây nó vô để cho khi nào mà cà cuốn nó sinh sản á, nó đẻ lên đây. Thì mình cũng bắt chước mấy anh em trên mạng thôi. Thì chuồng này là bề ngang 1m2, bề dài 2m5. Chuồng này thì mình cũng làm tạm bợ thôi. Cái chuồng này mình căng cái tấm bạt mình nuôi, bởi vì mình cũng chuẩn bị là mình nuôi thôi, mình mới khởi điểm mình nuôi để mình xem coi cái tập tính con cà cuốn như thế nào, rồi mình nhân giống, mình làm tạo được cái con giống thì mình mới mở được cái quy mô nuôi lên. 50 con này mà tới nó đẻ thì chắc cũng có thể là cũng được vài chục ổ, vài ổ thì dư sức để mình lấy giống này ha các bạn. Thì nó hao, mình nuôi cái cà cuốn này nó hao nhất là nó hao cái lúc đầu, cái lúc mà nó mới nở cho đến lột xác lần thứ ba với thứ tư, là hai cái lần đó, ba cái lần đó là nó hao nhiều nhất. Còn cái lần thứ năm với cái lần lột cánh này là mình hầu như là mình không có hao, với một hai con thôi. Thì hôm nay là mình đã cho dần cây vô nè. Nước ở đây thì mình khoảng gần 1 gallon nước. Mình bỏ cá, bỏ nhái vô là bao la luôn. Đồ ăn là bình thiên, ăn thoải mái luôn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái chuồng nuôi. Đây là cái chuồng để mình gầy giống thôi. Anh em nào á mà nuôi cái cà cuốn thì tốt nhất là mình nên mình mua cái ổ trứng á, về mình ươm thì nó sẽ nhiều cái thành công hơn và đỡ tốn tiền, ít hao tiền lắm. Chứ mình mua cái con hoặc là cái con trưởng thành thì nặng vốn đó các bạn ơi. Mua ổ trứng thôi, về mình vừa nuôi mình vừa trải nghiệm mình xem, chứ cái con này thì mình nuôi thôi chứ mình cũng chưa biết nữa. Dù mình nuôi số lượng nhiều mình không biết là bán ở đâu nữa, không biết có ai mua không nữa, nuôi nuôi chơi thôi chứ mình thật sự mình chưa có đầu tư vô con này đâu. Mình chỉ là vừa nuôi vừa học hỏi kinh nghiệm, mình vừa xem thử coi nó cái sự phát triển nó như thế nào. Thấy anh em nuôi trên mạng thì cũng nhiều anh em nuôi, cũng có thể là nhiều anh em gãy lắm, nuôi cái này có nhiều anh em gãy lắm, có thể là chết hết luôn, không còn một con luôn. Nhưng mà mình thì mình sử dụng cái ổ trứng này chỉ có 500 ngàn thôi, rồi cái ba ga thì nó cái tiềm ship hết 100 ngàn nữa thì có 600 mà. Bây giờ mình nuôi giờ được 50 mấy gần 60 con cà cuốn bố mẹ thì các bạn tính đi. Đối với những cái trại người ta bán những cái con này là từ 150 đến 200 ngàn đồng một con, thì với lượng là 50 con này là các bạn biết bao nhiêu tiền. À, một con 200 đi là cả 10 triệu bạc á. Các bạn mua mà số lượng là 200 ngàn đồng một con thì các bạn mua 50 mấy, tôi cho 50 con thôi thì các bạn phải tốn bỏ thêm 10 triệu. Các bạn mới mua được số lượng là 50 mấy con này. Còn như các bạn bỏ chỉ có 500 ngàn thôi, các bạn gán dưỡng một thời gian sau các bạn có mấy chục con giống bố mẹ luôn. Lúc đó thì mình có thể là cái mình cho nó sinh sản thì nó dễ thành công hơn. Chứ còn mua khoảng 20-30 con bố mẹ thì về cũng hơi khó đấy. Thì mình chia sẻ luôn, thì cái chuồng này mình tốn tổng cộng cái chi phí cho cái nuôi cà cuốn này á là 600 ngàn tiền giống và tiền ship. À, với cái chuồng này nữa nó khoảng cỡ cái lưới bạc là luôn là phải 70 ngàn. Thì mình có 670 ngàn thôi. Còn cá này thì về mình tự kiếm. À, nhái thì mình bắt, cá mồi thì mình đặt chợp ở ngoài, đặt lờ tháng này thì thiếu gì, cá mồi thiếu gì. Các bạn cho nó ăn thoải mái luôn. Bây giờ mình còn cái bước cuối cùng đó là mình cho thử xem cái con cà cuốn nó bao bao nhiêu tháng nó mới đẻ.
mình thức ăn mình cho đầy đủ luôn á. Rồi bây giờ mình chỉ việc mình chờ cho cái cần cây cuốn nó đẻ thôi ha. Đây, hôm nay thì mình mới cho cái dàn cây vô, thì cũng giống như mấy anh em trên mạng khác thôi, mình cũng bắt chước học hỏi theo, thì thấy anh em người ta nuôi, người ta kêu là cho cái dàn cây vô thì mình cũng cho thôi. Thì hôm nay thì mình cũng làm y với mấy anh em thử coi sao nó đẻ như thế nào. Với lại mình cũng thấy con này mình mê quá, con này nó bự lắm, có nở ra một con có tổ đây nè. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho các anh em và các bạn một cái clip ngắn thôi. Khi nào con cà cuốn nó đẻ thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe. Rồi mến chào.